Mùng 1 tháng 6 được nghỉ mà. Ờ, phải được chủ nhật thế sao? Đúng chủ nhật mà. Nó là gì mà lại không có ngày nghỉ? Gì cái ngày nghỉ vẫn phải học. Ngày nghỉ phải học nhiều hơn. Bao giờ gì cứ thi đại học xong thì mới có thời gian chơi. Đỗ đại học rồi có thời gian chơi. Anh em nói gì anh ơi? Dạ? Chuyển ra anh nhìn cái khu gỗ ngay giữa đường kia này, anh bảo là tôi không đi thì tôi đâm vào mới chỗ này vạch đứt rồi anh ạ. Anh để xem cái tên đây này. Bây giờ tôi hỏi anh về đây, ở đây có cái khu gỗ anh cây vứt giữa đường kia thì các anh để bắt tôi nào hả? Đừng nói tôi thế. Nhưng mà đây bây giờ tôi xe rồi camera này, nếu mà cái khu gỗ kia. Đây tôi xuống đây, đấy. Camera này nó sợ cái khúc gỗ nó ngay giữa đường đấy nó không